Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn, và chào mừng anh chị trở lại đối với cái video của ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì em xin chia sẻ anh chị một trong những cái điều mà cảm thấy vô cùng là tuyệt vời. Đó là đối với cái dòng xe máy dầu thì thời điểm này có lẽ là em thấy rằng là nó đang là một cái thời điểm mà nó được thêm rất là nhiều thứ. Nhưng cái thứ quan trọng nhất ở đây đó là thứ gì? Chúng ta sẽ bật mí vào trong một vài giây phút nữa. Hôm nay thì em mới chia sẻ với các bác là cũng có được một chiếc xe Everest mà đời 2009. Tất nhiên là giá thì bây giờ 355 triệu. Nói thẳng giá, có vẻ như con này thì giá hơi cứng đúng không các bác? Thị trường bây giờ nó con này nó khoảng 335 triệu đến 340 triệu đi. Nhưng 355 triệu thì không biết. Nhưng chúng ta sẽ xét đến một vài những yếu tố đầu tiên. Các bác có thể thấy rằng đây là một chiếc xe vô cùng đẹp. Nó là một loại xe, một con xe xuất sắc. Từ rất được rất nhiều thứ ở chiếc xe này. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là lâu lắm rồi mới lại có một chiếc xe mà thực sự đáng để em có thể chia sẻ với các bác về cái chất lượng, đặc biệt là cái nội thất và cái thân vỏ của nó. Một chiếc xe mà khá nhiều các bác sẽ đi tìm sẽ khó. Con xe này thì vào thời điểm bây giờ thì các bác thấy rằng là nó là một chiếc xe, thứ nhất là bao giờ cũng vậy thì em vẫn nói các bác rằng là nó đẹp thì nó sắc, đắt thì sắt ra miếng thôi. Tất nhiên là đối với một con xe mà nó hơn nhau khoảng 10-15 triệu thì chuyện đấy là bình thường, không có gì cả. Nhưng có một yếu tố vô cùng tuyệt vời đó là xăng thì bây giờ đang cao và dầu thì giá vẫn hợp lý các bạn ạ. Và đặc biệt là đi vào dòng xe này thì bác có thể thấy rằng nó là một trong những cái dòng xe mà vô cùng tiết kiệm. Xăng bây giờ thì em không nhớ nhầm thì nó đang là 24 mấy rồi đó. Nhưng mà dầu thì rẻ hơn. Và để cùng với một cái chặng đường như vậy, các bác có thể thấy rằng là nếu mà máy dầu thì thời điểm này là một điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà chiếc Everest này các bác có thể thấy rằng là toàn bộ vỏ, nội thất, ghế đằng sau là một con xe mà thực sự ra nói là nó giữ quá đẹp đi. Nếu mà để nội thất con này nó quá đẹp. Đối với dòng xe mà như con xe này thì biển 14, bởi vậy cho nên là bao giờ cũng vậy. Thì đối với máy xúc hoặc ô tô thì các bác luôn ở đấy luôn có một thêm một cái độ phủ gầm, bởi người ta phòng với trường hợp đó là nó sợ bị nước biển ấy. Đi vòng quanh chỉ một chút thôi thì các bác có thể thấy rằng nếu như để là những người nào mà kén về xe thì thực sự đây là một trong những cái ẻm mà sẽ rất ít người có thể chê được nó. Máy zin nhá. Các bác nhìn cái củ máy này. Để mà tìm được những chiếc cái dòng xe mà đời 2009 mà củ máy và máy vẫn còn zin được như này thì là cũng là một cái thứ nó rất là khó và rất là hiếm. Và đây là một con xe đi cực kỳ thích. Em đánh giá rằng nó là một chiếc xe đi rất thích. Với cái giá tiền như vậy thì nó cũng xứng đáng. Bởi vì là nếu để đi tìm trở lại đối với bác một cái câu chuyện, đó là cách đây vài ngày em có để cho một bác ở Ninh Bình một con xe Everest đời 2009. Lúc em bàn giao thì hoàn toàn không vấn đề gì cả. Nhưng đi một vài ngày thì không biết được. Và sau nó xảy ra một vài cái tiếng kêu. Và sau cái đó thì các bác ấy có điện lại thì em nói rằng không có vấn đề gì hết. Một là anh ngựa sửa tại dưới đó, hai là sẽ đổi anh con khác. Và các bác ấy đã quyết định rằng là thôi, chuyển đổi lại lấy con khác. Tất nhiên là nếu các bác mà sửa dưới đấy thì hết bao tiền em cũng vẫn chịu một nửa. Thế thì lúc đầu tiên thì các bác cảm thấy rằng là cái điều đấy nó là một cái gì đó mà người ta cảm thấy mất mát. Nhưng mà chia sẻ với các bác rằng là chỉ có em mới làm việc đấy thôi. Và sau khi đó thì bác ấy cũng có quay lại lấy một chiếc xe Innova đời 2011. Và đấy là một cái câu chuyện cũng khá là thú vị các bạn. Thế thì chia sẻ với anh chị các bạn như này nhá. Nếu mua xe ở một người mà thực sự có trách nhiệm thì bác yên tâm rằng là nếu như chẳng hạn như là có khi gọi điện và người ta vẫn nghe, người ta vẫn có người ta vẫn hợp tác thì bác yên tâm, cứ bình tĩnh, không có vấn đề gì. Với một cái câu chuyện khác của bác Y10 ở trong Tây Ninh, bác ấy có mua một con đời 2018 và bác ấy nói rằng là khi mà về thì bác ấy chưa đi đăng ký bởi vì lúc nó vướng về dịch. Thì bị rất là nhiều người vì người ta là mua xe lần đầu tiên. Cho nên là bác ấy điện nha, mới bác bảo là sao chú gửi rút hồ sơ cũng rút, bởi vì hồ sơ bây giờ nó chỉ có duy nhất có 3 tờ thôi. Lâu lắm rồi em không làm lại cái câu chuyện và cái thủ tục hồ sơ nó gồm như thế nào. Và nhiều người không hiểu cho nên là nói với bác ấy
với hai vợ chồng là cái này hồ sơ nó không đúng, rồi thì hồ sơ cái này như này nó bị thiếu, à nó đủ nói là đủ thứ. Thì em nói là bác cứ yên tâm đi, vì bây giờ dịch thì bác cứ để nó nằm ở đấy, và sau là khi nào bác đi ra tên mà nó mắc đâu thì bác điện lại. Và sau trong vòng đó thì khoảng chục ngày thì bác đi bác ra tên, thì đến một cái buổi tối hôm đó bác điện lại, bác bảo là như cháu nói. Thì lúc đấy là mình có giải thích cho người ta rằng là em có giải thích cho bác ấy là như thế này, thủ tục bây giờ nó chỉ gồm có một duy nhất là một bản công chứng, một giấy chứng nhận là đã thu hồi đăng ký và đăng kiểm, cộng với một cái giấy tiếp theo, nó là cái giấy là có ba thứ, là một cái giấy là có đã có chứng minh rằng là từ thu rút đăng ký đăng kiểm và chuyển về tên ông Nguyễn Văn A ở địa chỉ. Như vậy là hết hồ sơ, bây giờ rất là mỏng, vì nó tránh cái việc là để như này này. Ngày xưa thì nó hồ sơ nó rất là nhiều, nó cả một cái tập dày như này, và trong đó thì nó có nhiều chữ, và có nhiều chữ thì nó dẫn đến là vẫn là con người làm cả, bởi vậy cho nên nó có nhiều thứ nó bị sai. Và chính vì nó sai như vậy cho nên là nó dẫn đến là cái việc hồ sơ thủ tục cho cái người mua nó rất là phức tạp, và chuyển đi chuyển lại. Và bây giờ người ta làm giảm thiểu như vậy để cho nó hồ sơ ở tỉnh nào để nguyên tỉnh đó, chỉ cần có một bản công chứng và thêm một bản giấy tờ. Bởi vậy cho nên hồ sơ rất đơn giản. Và sau khi bác ấy được một ngày, bác ấy điện lại, bác bảo là chú ơi, cảm ơn chú nhá, chú đã ra tên được xe rồi. Thì đấy là cái điều mà chia sẻ với anh chị rằng là đấy là cái thứ mà đôi khi nếu chúng ta là những người không, khi mua xe là bản thân là những người mua, em biết rằng các bác có một tâm lý đó là luôn là nếu như xảy ra một cái sự cố thì các bác luôn là những cái người mà sốt ruột. Nhưng mà cứ bình tĩnh đã, không có vấn đề gì cả. Giả dụ đấy là các bác là những người mua xe của em thôi, thì mọi cái điều các bác sẽ được em làm hết và em bảo hành như vậy. Nhưng mà em nếu như mua xe của những người dân thì điều gì sẽ diễn ra? Thì đương nhiên rồi, thì mua xong thì việc ông mua xong ra ngoài mà nó hỏng thì đấy là việc ông thôi. Tôi làm sao tôi biết được, làm sao tôi hỗ trợ ông, làm sao tôi biết được. Ông là người có nghiệp vụ đến xem xe rồi, thuận mua vừa bán rồi. Thì đấy là phải chia sẻ với các bác rằng là thực sự ra để mà làm được những cái việc như vậy thì nó cũng cả một nỗ lực. Và sau đó thì bác rất là hài lòng. Còn nếu như các bác chờ em xíu và em sẽ cho các bác thấy rằng là tất cả một cái đoạn tin nhắn cực dài, và sau đó thì các bác ấy đã đồng ý, và đến khi lấy con xe Innova về thì cảm ơn như thế nào. Và nếu như bác Ninh Bình mà cảm thấy rằng là trong những ngày vừa qua mà đã chạy con xe đó mà cảm thấy rằng nó ổn, nó ok, thì bác cũng có thể cho em một lời bình luận nhá. Chờ em xíu. Các bác thấy rằng là đầu tiên các bác cái phàn nàn, sau đó thì một nói chuyện với bác ấy cũng là một câu chuyện mà nó cũng khá dài, và nói chuyện với nhau quay đi quay lại thì cuối cùng bác ấy lấy một con Innova. Và cái này thì em xem cái câu hỏi cuối cùng của bác ấy đang thắc mắc ở con xe Innova, đó là bác ấy đang muốn hỏi với cam hành trình thôi. Thôi quên, bảo chụp với bác kiểu ảnh, mà với bác kiểu ảnh dịp khác nhé, em có nhắn tin là dịp khác nhé. Và bác ấy có nói rằng là khi nào mà lên lại thì biếu bác ít dê núi 35 hàng chuẩn không cần chỉnh. Thì đây là một cái mà chia sẻ với bác rằng là thực ra là nếu như để như thế này, chia sẻ với anh chị một cái câu chuyện rằng là nếu như thường ấy, thì đối với những người mà giả dụ cái câu chuyện này mà xảy với người khác thì em tin rằng là có khi là chủ và người bán sẽ còn không còn nói chuyện với nhau nữa. Vì là cái sự việc đấy thì khi xe về nó gặp sự cố thì thôi anh sửa đi. Đã mua ra khỏi salon đối với nơi khác thì các bác yên tâm rằng là hỏng thì tự sửa thôi. Còn em thì em sẽ làm cái việc khác. Tất nhiên là như này này, nếu mà làm như vậy thì luôn thiệt. Và đương nhiên con xe đó thì em sẽ phải thiệt đi mất khoảng vài chục triệu. Nhưng mà cũng không sao hết, bởi vì như này này, tiền em vẫn nói rằng là tiền nó là chỉ là thứ hai thôi. Sản phẩm dùng được mới là quan trọng. Và đó là cái video mà cũng mong muốn rằng là các bác, khi các bác là những người đi mua xe thì cũng hết sức là cần tỉnh táo. Và là một việc thứ hai nữa là nếu như gặp phải những sự cố như vậy thì mình cần phải điện. Và nếu như người ta chủ người ta vẫn đang nghe thì hết sức bình tĩnh, đừng có sốt và không có cái điều gì đó để xử lý. Còn nếu như mà đen, đấy là đỏ thôi chứ còn đen thì quên đi, thì chúng ta phải tự gánh chịu những cái điều đấy. Và cảm ơn anh chị và các bạn đã xem cái video. Và đây là một chiếc xe mà cũng mong muốn rằng là nếu như nó là một chiếc xe máy dầu và nó cực kỳ đẹp anh chị nhá. Và nếu như các bác nào mà muốn về cái dòng xe máy dầu và với cái tầm tiền như này thì cũng có thể tham khảo, và nó sẽ mang lại cái lợi ích cho anh chị trong khoảng
vài năm tới, vì là thứ nhất là xe nó quá đẹp đi. Việc thứ hai nữa là nó là máy dầu, nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều những cái nguồn lực cho anh chị. Nếu như đặc biệt là những cái người mà mong muốn chạy dịch vụ, đặc biệt là những người mới chơi xe. Đấy là cái điều mà em muốn chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn chị theo dõi video và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những clip tiếp theo.